Nếu anh em không có kim cương, đừng lo lắng, hãy đến với shop bát chanh áo trong cung. Có những vòng quay cực kỳ hấp dẫn chỉ với 20.000 đồng, có cơ hội nhận 9.999 kim cương, tỷ lệ trúng cực cao. Truy cập ngay để biết thêm nha. Ok, hello, xin chào tất cả những người anh em đã có mặt trên kênh của mình nha. Và mình lại bác chanh đây anh em ơi. Thì lâu rồi mình không làm video ghép ngẫu nhiên tử chiến xếp hạng cho anh em xem á. Thì hôm nay mình sẽ đổi tên thành Nam Lai, mình đi ghép ngẫu nhiên tử chiến nha. Thì nếu mà anh Nam Lai có xem được video này á, thì anh cho em xin phép lấy tên của anh làm video nha. Em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào trận luôn nha anh em. Mình vô mình kiểu mình bắn nhiều mạng hát sọt á, mình gây sự chú ý cho đồng đội anh em. Đó, thì anh em biết rồi, ví dụ như mà trong trận anh em thấy cái thằng nào mà nó bắn nhiều mạng hát sọt á anh em, là anh em chú ý liền đúng không? Đó, giờ mình sẽ cầm M500 mình qua mình kéo tâm hát sọt 3 mạng liên tiếp, 4 mạng liên tiếp luôn. Đó, thì coi thử nó nói gì nha anh em. Thì ví dụ như mình bắn 3-0 chứ á, xong xíu mình ra đầu mình bắn ngu, mình kiểu mình chạy lên cái mình cháy cái xem thì tụi nó có nói gì không nha anh em, để coi thử đồng đội phản ứng ra sao nha. Bơi. Đó, mấy thanh niên này có mic nè anh em ơi. Được. Sao? Mày có thấy gì trước mặt không? Cái thằng số 1 á. Thấy quen được. Lắm mày. Thằng như này là nào ta? Quên, để nhớ cái. Thằng cũng quên bà rồi. Tao biết thằng này không? Tên gì? Mày biết cái thằng Nam Lai không? Rồi, hai thanh niên này nhận ra rồi anh em ơi. Tao nghe nói rằng đó nó cũng giàu lắm hay gì á. Đủ. Cái gì bận ghê em nổi. Hết anh em. Ui toàn. Này idol fake hay vô lại. Thấy tự nhiên ghép được idol với trẻ trời. Bắn như hết trời. Mới bắn có 3 mạng hát sọt mà nó kêu mình hết anh em à. Điện đầu này. Anh ơi nói. Thì trong cái video này anh em nào mà đếm đúng cái số lần hát sọt á thì để lại ID game nha. Mình sẽ tặng cho mỗi anh em 100 kim cương nha. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ lên mình bắn hát sọt tiếp xem thử phản ứng của tụi nó tiếp tục nha anh em. Đậu xanh gặp mấy anh trái châu vui vãi anh em à. U da. Cái gì mà nó bắn ghê vậy cha. Nó căng quá. Ok, nóc 2 mạng rồi anh em ơi. Mình cứu hơi đòn nó ngoài kìa. Trời ơi, nó cả ác của mình luôn, mình bắn 1 viên vô đầu rồi anh em ơi, mấy. Cái gì mà bắn toàn đầu không mày? Trời ơi, bắn toàn đầu thôi, trời ơi, gầm quá đầu. Má đẹp trai, còn bắn hay, nước già hùn nữa chứ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nó gặp phải đầu thiệt rồi mấy ơi. Đó, thấy chưa anh em, thấy chưa? Ai đồn cơ, xài hạt lắm nha. Thấy bắn vậy, không nghi ngờ đó. Kỳ lắm nha, người yên nghe. Trời ơi, hát dữ lắm nha. Thấy cái bắn kiểu này là giống hát lắm rồi đó. Trời ơi, mình bắn mới có mấy mạng hát sọt mà nó nói mình hát anh em à. Yếu hiểu luôn. Cái viên nào viên nấy cũng vô đầu, hết chọt không. Nghi cơ lắm rồi đó, nghi ghê rồi đó. Bây giờ mình tiếp tục qua mình bắn hát sọt để coi thử phản ứng nó nói tiếp cái gì nha anh em. Còn là quyền hát của Đỗ Hiếu hay anh Diệu gì. Toàn mấy ông idol, chắc là bắt trước theo gì. Nó nói là mình mua bản hack của Đỗ Hiếu hay là Thanh Diệu anh em à. Trời ơi, chọc lắm em nậu. Đó, thấy chưa, mình lại bắn được một mạng hát sọt nữa. Nó nói mình kìa anh em. Giờ mình bắn xong cái trận này á, mình cố ý mình lại mình bắn ngu xem thử nó có chửi mình hay gì không nha anh em. Để coi thử phản ứng mấy cái thằng này nó có lật mặt hay không nha anh em. Ok, giờ cái trận này mình sẽ qua mình bắn hát sọt hết cái trận này luôn nha. Ok, trời ơi, nó lúc bung keo của mình luôn. Hai đồ tính lúc đồ solo đâu mày. Trời ơi, tuổi. Bắn thì hay hơn tao mà có được lúc đồ non quá. Còn non lắm. Cho tao bắn mày nó không chết vậy trời. Ok, hát sọt một mạng nữa nha anh em. Tao bắn bại nó không chết luôn. Mấy mạng nó hát luôn cái gì, nó chạy trước không kìa. Nó chạy nhanh bại nó như thế này. Chơi nó đâu vậy? Trong mày giết cả bữa nó chưa giết nó nữa. Ôi trời ơi trời. Kỳ vậy trời. Cái gì mà nó chạy vòng quanh Tông Quốc đó trời. Tao đi không được con này. Ôi trời, nó này, nó này. Nó thì chạy rồi. Ôi trời. Con này giỡn mặt luôn cái gì. Nó thấy độ giỡn mặt. Nhây vậy đâu. Mày chưa thấy độ đâu á.
Đó, mày chạy đâu chơi thoát con trai. Ai đồ má tí dậu. Đồ má tí tí xin đây đồ chữ ký mày. Má tao hâm mộ lâu lắm mày. Hâm mộ quá. Lúc đầu quên tên xin lỗi ai đồ. Nhưng mà thấy bắn đâu tụi sợ hoài ta. Gãi giờ má mày viên vào người thôi còn nhiều bể đầu hết má căng rồi. Nãy tao thấy không thấy viên nào vào mọi người luôn. Dám có gì bắn ghê vậy ông nội. Đó, ông nội hát rồi. Mà mày tao hỏi mày. Ông mày đẹp trai mày. Đấy cũng được có mày. Mà có điều xấu trai tao nhiều. Tủ gì bắn thì hay tao mà có điều xấu quá. Xấu tao quá trời. Hồi nãy giờ là mình bắn hai đúng không? Xong cái là nó nói mình hát. Bây giờ mình sẽ cố ý mình check coi thử nó nói cái gì mình nha anh em. Chết ai đồ bắn trường ai đồ bắn đạn lép rồi. Trời ai đồ đây bật hát lên rồi trời. Đang ngồi bật hát á. Đó. Chơi nè. Nó chạy bởi đâu. Nó bắn dài với cái ngồi đây trời. Mới khen được mấy câu bây giờ ngồi. Trời ơi bắn cái trời. Trâu ơi không nổi mẹ ơi. Ơi cái này là một cân bốn á, ông hên chui hên mình. Gặp tao cân được rồi. Tí ghê trời. Hồi nãy là mình bắn hát sọt thì nó nói là mình hát. Còn bây giờ mình bắn mình thua cái nó chửi mình bắn gà vãi làng anh em ơi. Đúng là mấy thằng trẻ trâu anh em à. Idol bắn gà quá. Đó thấy chưa, nó chửi idol bắn gà các kiểu kìa anh em. Mấy thằng trẻ trâu chán thiệt chứ. Nó sướng như thế. Gặp idol bắn gà trời. Đồ mới nãy giờ dính tim gà gà gì mày. Tao mới có một kêu mày, cái người kêu mày kêu chơi với gà. Cái đồ của tao mà chơi. Cái đứng người dưới núp. Trời ơi, đắm cái mỏ mày luôn á. Không dám lên luôn. Cái đồ thể hiện này, ớ. Cái gì mà bắn nó dồn dập vậy đó nợ. Ôi. Chết, cứu cái đồ trước kìa. Trời nó bắn ra nội mẹ. Trời ơi, đùi gà chết trời. Má cay thiệt chứ, mình bắn hát sọt thì nó hết. Còn bắn gà thua gục cái nó chửi bắn gà, mé cay thật sự anh em à. Tự nhiên bắn gục cái là gà, còn bắn hát sọt cái là nó hết. Má mấy thằng trái trâu. Bắn khi đâu. Nãy tao mới khen xong bắn hay mà có điều xấu trai tao. Mà giờ chắc nghe mày nói cái tức quá. Nghĩ bắn tao có cái suy sụp tinh thần á. Đúng rồi. Chả hiểu luôn. Không hiểu luôn mày. Đi coi ổng có chạy xuyên tường mà má tôi nguy hiểm á. Bắn này già quá. Bắn nãy giờ cũng chạy trốn tao mày nó chạy xuyên tường giết bốn đập ai bây giờ bắn có được có mấy trận đầu bắn ghê mà cái bắn gà quá mày chiếu gà solo đi tao mày gà solo cuối rồi tao mày đừng bị cái tuổi tao ui trời gì nó sụp đau với trời ai đồ bắn gà quá chiếu gà solo đi. Rồi tí tao mày gãi chú lôi. Ừ bắn gà quá. Bắn toàn đầu nghe sợ thì luôn. Bắn cho đứt ngon. Ơ tại bắn cái gì bắn nhanh vậy. Ôi trời. Ôi trời này bắn nhiều bắn ghê em nội. Trời ơi bắn gà trời. Trời ơi ai đồ gì đâu. Trời cái gì vậy đồ. Cái gì sao mày đấm vậy. Tao ảnh không trúng cái nút súng. Mày chi giải nè. Không. Tao thấy tin tưởng idol bắn mà giờ tao bắn già quá. Idol chết mẹ rồi nó. Idol của lòng em. Idol của lòng em mà chết hoài vậy. Thôi chuyện này tao phải gánh idol mà. Tao ra tay đi. Mày để đó. Cho. Không để thật ảnh chứ idol này tao thấy bắn sao ra. Nãy giờ kỹ năng tôi chưa ra thôi. Nãy giờ thấy
Nhìn tao cân bốn mà. Mà thấy vậy, idol bắn cực kỳ sao á. Được mấy trận đầu, mấy trận sau bắn già chết hoài luôn. Yếu sinh lý rồi. Đúng rồi. Chán thiệt chứ. Thế tao bắn dữ không? Nó tao bắn hai thằng đó. Đó, tao hết luôn. Đó, tí ghê vô. Mày ra mày có tuổi tao. Ra solo idol làm này. Ok ok. Mày đòi có khi không có tuổi đâu luôn á. Trên một cái tuổi luôn.